Hello các bạn, hôm nay mời các bạn cùng Trang tìm hiểu về chiếc máy đúc mụn Xprint, hay mọi người còn gọi là máy plasma Xprint. Vậy thực hư em máy này ra sao? Các bạn cùng Trang tìm hiểu trong video này nhé. Khư hộp sẽ bao gồm một cuốn sổ thông tin máy, một vỉ 10 kim dài, một túi 3 kim ngắn kèm chốt vặn, một cáp sạc, một đế sạc và cuối cùng là một thân máy Xprint. Máy Xprint không có củ sạc đi kèm dây nên các bạn phải sử dụng củ sạc ngoài. Cổng sạc là cổng USB, dễ dàng tương thích với nhiều thiết bị. Nhưng các bạn cũng cần lưu ý là hãng khuyến cáo điện áp đầu vào chỉ được sạc 5W thôi nha. Nếu củ sạc có điện áp cao hơn, khi sạc máy sẽ dễ chập chờn gây cháy nổ, rất là nguy hiểm. Khi mua hàng bên Trang, các bạn sẽ được tặng kèm luôn củ sạc nên các bạn cũng không cần lo đâu. Các bạn chỉ cần mua hàng, còn lại mọi thứ cứ để Trang lo nha. Để sạc máy chỉ cần dốc thẳng máy đặt sao cho khớp với đáy sạc là được. Với một chiếc máy chỉ mấy trăm nghìn mà sạc không dây đỉnh như này, Trang cũng hơi bất ngờ nha. Một điểm cộng cho thiết kế. Khi sạc, bạn sẽ thấy đèn xanh nhấp nháy như thế này. Đến khi đèn xanh sáng suốt, không nhấp nháy nữa là pin đã đầy. Giờ thì Trang sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp kim và chạy máy nhé. Bạn hãy ấn giữ nút nguồn 3 giây để khởi động máy. Nhấn đơn một lần vào nút nguồn sẽ là mức năng lượng. Máy có 6 mức, từ nhỏ đến lớn theo thứ tự 1 là nhỏ nhất và 6 là lớn nhất. Khi bạn nhấn đôi liên tục vào nút nguồn thì đèn dưới đầu máy sẽ sáng, giúp bạn dễ dàng làm việc hơn trong điều kiện thiếu sáng, tự tin khi đi tia trên các vùng nhỏ. Đối với các loại mụn to thì bạn cần lắp kim to nha. Một túi sẽ có 3 size kim to giống nhau. Lắp rất đơn giản thôi. Bạn lấy kim đặt trực tiếp vào đầu máy, vặn sang trái đến khi nào chặt là được. Riêng đối với kim nhỏ thì bắt buộc bạn phải lắp qua chốt giữ kèm theo. Luồn đầu nhọn của kim qua cái chốt này rồi đặt lại vào đầu máy, vặn sang trái đến khi chặt là được. Giờ thì Trang sẽ test thử trên quả chanh. Máy hoạt động với cơ chế là tia điện. Nên khi chạm vào quả chanh, tia điện mới phát ra. Điều đó giải thích cho việc tại sao máy này chỉ nên sử dụng để đốt mụn thôi. Còn máy plasma hoạt động theo cơ chế phát tia plasma. Khi để cách ra 1-2mm, máy mới phát ra tia, nên da sẽ co thắt nhiều hơn, tác dụng hơn trong việc trẻ hóa da cũng như định hình được nếp mí. Nên khi gọi em nó là máy plasma là sai nha mọi người. Chỉ có thể gọi là máy đốt điện hoặc máy đốt mụn thôi. Giờ Trang sẽ lược lại các tác dụng chính mà máy Xprint có thể làm được như là đốt mụn bã, mụn thịt, mụn ruồi, thịt thừa, trị nám mảng, tàn nhang, tẩy mụn ruồi hiệu quả, điều trị ổ hôi nách, xóa hạt, phọc đai. Tất cả các dịch vụ cần bóc tách, xử lý tận đáy thì chúng ta sẽ sử dụng với máy Xprint nha. Khi tác động sâu, tổn thương nhiều nên các bạn cần lưu ý sử dụng thêm các sản phẩm phục hồi như tế bào gốc, dưỡng tái tạo và trị sẹo cùng quá trình ăn uống kiêng khem kỹ để không để lại sẹo nha. Nếu biết vận dụng thì chiếc máy này Trang thấy quá là hữu ích và tiện lợi. Mỗi máy có một tác dụng và ưu nhược điểm riêng, thích hợp với các dịch vụ điều trị khác nhau, nên Trang sẽ không so sánh máy Xprint này với các dòng máy plasma khác. Bạn nào đang quan tâm đến sản phẩm này có thể liên hệ với Trang để tư vấn kỹ hơn và mua được với giá ưu đãi nhất từ Vương Đài Trang BMU.